Rồi, trên fanpage của mình á, 2 tuần vừa qua có rất nhiều bạn vô inbox nhờ mình làm cái dạng poster hay là cái hình kiểu như thế này, như là anh ơi làm giúp em để em tặng cho bạn gái, anh ơi là giúp em tặng cho người yêu, anh ơi anh làm giúp em tặng cho bạn trai rồi các kiểu. Ok, cho nên là bữa nay mình sẽ làm cái dạng này, tạm gọi là poster phong cách phim Hàn Quốc. Chào các bạn đến với happyphotoshop.com. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái hình, tạo họ giống kiểu cái poster hoặc là hình nền gì đấy, nên mang cái style của Hàn Quốc. Mà cái ví dụ ở đây là hậu duệ của mặt trời, các phim nào hot ha. Rồi ok, thì đây mình sẽ tắt đi, bỏ hết đi. Cái này cover bỏ, cái này là fail rồi, bỏ. Lỗi hết mẹ. Đầu tiên là các bạn sẽ tìm những cái hình, hoặc là nó có thể không phải hình này đâu, có thể là hình những cái phim khác hoặc là hình của các bạn chẳng hạn thế. Hình khi, ví dụ như là khi search đó thì nhớ chọn những cái hình mà nó có đâu rồi, hình ảnh. Ví dụ như là hậu duệ mặt trời chẳng hạn thế, thì các bạn nhớ chọn những cái hình, tìm hình trên mạng chẳng hạn thế, các bạn nhớ chọn cái hình mà nó ôi trời, mấy chữ hậu thôi mà đẹp hơn mà. Rồi đây, khi mà các bạn tìm hình ha, nhớ chọn những cái hình mà có kích thước lớn một chút xíu để chúng ta dễ làm hơn. Ví dụ như ở đây, khi chúng ta thêm cái chữ này rồi ha, các bạn sẽ bấm vào công cụ tìm kiếm và các bạn, cái phần kích thước này các bạn sẽ chọn là nó khoảng lớn hơn 1024 x 768 là ok rồi. Đây các bạn sẽ tìm những cái hình mà các bạn nghĩ là nó phù hợp ha. Đó. Cái dạng này. chữ nhìn thấy gớm. Như phong là trùng y chang như phong của mình như nãy. Đó, nói chung là tìm những cái hình dạng như thế này. Đó, nó size nó tương đối lớn để chúng ta làm thì nó dễ hơn. Ok, tắt đi ha. Thì đây mình sẽ tạo một cái file mới. Các bạn sẽ bật Photoshop lên này. Các bạn vào file, chọn new. Ở trong cái này các bạn sẽ chọn cái độ phân giải như là cái hình của các bạn bao nhiêu. Ví dụ như là đây mình chọn là 1280 x 720 chẳng hạn thế. Tùy thôi nha. Nhưng mà đa phần ấy, thì mình nghĩ là nó nằm trong khoảng 1280. Này là 1024 chẳng hạn thế, có thể là không phải là 1280 hay là 1024. Ví dụ vậy. Đó thì resolution tức là cái độ phân giải các bạn sẽ để cố định là 72. Các thông số khác giữ nguyên ha. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hình trắng như thế này. Thì bây giờ việc chúng ta sẽ là kéo thả một số cái hình mà các bạn muốn. Ví dụ như là mình muốn hình ở giữa là cái hình này chẳng hạn thế, click kéo thả vào thôi. Trong trường hợp mà các bạn sử dụng CS6, nói chung là những cái bản mà portable, tức là các bạn không có cần cài đặt, chỉ có tải về là chạy ngay á, thì các bạn sẽ thường nó sẽ không cho các bạn kéo thả. Thì các bạn sẽ vào file, chọn open, hoặc là đây các bạn sẽ chọn là chọn open từng cái, hoặc là để cho nhanh á thì các bạn sẽ vào file play, như không biết là play này nó cho play nhiều hoặc cho play có một cái. Nói chung là vào file open cũng được, sao hết. Còn nếu các bạn có thể kéo thả được, ví dụ như là đây mình sẽ click chọn cái này kéo thả vô, nó sẽ mặc định nó hiện ra cái gọi là cái tăng giảm kích thước này, giống y như trong Word thôi. Các bạn sẽ đè phím shift, nhớ đè phím shift để chúng ta click kéo ra để nó lúc nào nó cũng giữ nguyên cái kích thước ha. Chứ còn các bạn không đè phím shift là nó hay bị như vậy là nhìn thấy gớm. Ok ha, Ctrl Z lại này. Các bạn đè phím shift kéo thả ra, kéo ra thì nó sẽ giữ cái kích thước đó. Thì mình sẽ đặt nó vào giữa ha. Enter cái xong. Tương tự để nó làm mờ cái biên đi á, thì các bạn sẽ tạo ra một cái layer mask bằng cách bấm chuột phải và cho đâu rồi. Không thấy mask. Đây em xài cái này nhiều quá quen rồi. Đây các bạn nhìn xuống nha, as layer mask này, các bạn click vô phát nó sẽ hiện ra cái trắng trắng phía bên này. Thì nói chung là cái phần này á, cái phần này các bạn sẽ sử dụng gọi là cái layer mask rất là nhiều. Bởi vì sao? Thì đây các bạn sẽ chọn cái brush màu đen và chúng ta bôi vào cái phần
mask, các bạn có thấy là cái đời mặc định của các bạn nó sẽ như thế này nè. À, nó sẽ không có được nhiều lắm thì đây. Nói chung là khi chúng ta sử dụng một cái brush màu đen chúng ta bôi lên á, thì nó sẽ làm mờ đi. À, cho nên là đây mình sẽ chỉnh sửa lại một chút về cái brush này. Nó là làm cho cái đây, click cái brush ha. Đây mình sẽ thấy này. Thì mình sẽ đưa cái hardness, tức là cái độ cứng của cái cọ á, về 0% để cho nó mềm. À, và chúng ta sẽ giảm cái flow như là giảm cái opacity đi khoảng 74 để khi chúng ta làm á, thì nó sẽ mờ dần dần. Chúng ta sẽ phải bôi nhiều thì nó mới mờ hết được. À, tức là đây chúng ta có thể điều khiển được cái mức độ mờ chúng ta mong muốn. Ok ha. À, cứ click vài cái. Nhớ click cho nó kỹ ở những cái vùng biên, tại vì nhiều lúc cái vùng biên còn chừa lại cái biên á. Cái hồi mình nhìn vô là người ta phát hiện ra liền. Nó không có đẹp lắm. Thì để, ví dụ như ở đây nó hơi có mờ cái vùng mặt á, các bạn có thể đảo cái màu lại. Ví dụ là mình đang sử dụng màu đen để mà mình bôi đi thì chúng ta sử dụng màu trắng để chúng ta để cho chúng ta làm hiện ra đó, ví dụ thế, hiện ra nè chẳng hạn vậy đó. Thì để thao tác nhanh với một là chúng ta sử dụng cái đen này, click lên click xuống thôi. Cái màu ở trên là màu chúng ta đang xài ha. Thao tác nhanh để đảo cái màu này lại, ví dụ như là mình đang màu đen đang là bôi đi chẳng hạn thế, bây giờ mình muốn chuyển nó sang màu trắng, bấm phím X, nó sẽ tự động chuyển, các bạn để ý ha, X này, X, à, ba X, có gì đây sai, rồi X, đây mình sẽ bật cho nó hiện ra, hiện ra, đây cô cùng biên nè, click tẩy đi, rồi xong, tiếp theo những cái hình khác, ví dụ như là hình này mình cho nó lên trên này, kéo thả vậy thôi, ví dụ như là vậy. Đó, xuống đây đi. Rồi. À, cũng tạo cái layer mask cho nó. Rồi chúng ta cũng bôi. À, bôi sao các bạn thấy cho nó đẹp đẹp ra được này. Cần phải cầu kỳ. À, vậy thôi. À, tiếp hình khác, ví dụ như là hình này. À, đại khái thế. Và cứ di chuyển ha, có thể di chuyển này, có thể tăng giảm kích thước tùy các bạn, nhớ để phím shift ha, tăng giảm nhớ để phím shift, tăng lên tí, rồi ok enter, trong cái lại tạo layer mask, trong cái lại bôi brush màu đen, có thể tăng giảm cái cọ bằng cách bấm chuột phải này và chọn tăng giảm, hoặc là các bạn bấm cái phím ngoặc vuông ấy ha, ngoặc vuông ở trên bàn phím của các bạn, bôi. Cái này chắc không cần đâu. Rồi ok. Này cái rồi. Tiếp theo một số cái hình khác các bạn sẽ tìm. Ví dụ như là hình này chẳng hạn, thế có tí bắn súng nhìn cho nó ngầu thôi. Vậy thôi, đại khái thế. Cũng tạo đây này, đây bôi đi. Đã. Ngầu liền. Đại khái thế, rồi mình sẽ tiếp vào một số cái hình khác, như hình này chẳng hạn thế, cho nó tình cụm tí. Cũng chọn thế, cũng bôi, tạo layer mask nè, xong cái bôi. Nhớ bôi kỹ những cái vùng biên này, đừng để lộ những cái vùng biên ra ha. Rồi, đại khái vậy. Đó là sau khi chúng ta làm xong những cái đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh màu lại cho nó hợp lý tí. Ví dụ như ở đây mình sẽ tăng sáng lên. Theo cái tông màu phim Hàn Quốc á, thì thường nó hơi sáng và nó sẽ chuyển sang vàng. Ở đây là mình đang sử dụng cái curve ha. Thì để tạo curve á, các bạn sẽ click vô đây nè và chọn curve. Vậy thôi, muốn chỉnh sửa click đúc vào đây cái nó hiện lên. Cho cái vùng tối này lên tí. Vậy thôi. Rồi qua blue này, mình sẽ làm click đầy phát. Ở đây mình sẽ tăng xanh ở cái vùng shadow, các bạn sẽ thấy mình tăng nhiều lên, các bạn sẽ thấy nó hơi có ám xanh ở những cái vùng thì nó làm cho cái hình ta nhìn nó rất là mát mắt. Thế và cái vùng sáng thì mình sẽ tăng vàng đi để cho nó cân bằng lại tí xíu thôi. Tiếp theo là red, click đây cái cũng kéo lên kéo xuống, sau đấy các bạn cảm thấy nó hợp lý là được rồi. Đây mình thấy có vẻ xanh xanh này, nhìn nó hợp, nhìn nó hay hơn. Tăng đỏ lên tí thôi. Rồi. Tương tự với green.
Để cái màu xanh xanh này nhìn đẹp ha. Ok, lên tí. À, trên này mình không có chỉnh lại đâu. Rồi, các bạn thôi. Ở đây mình đã có một cái lớp curve ha, nhìn ảo loi. Rồi, ok. À, có thể đưa cái này lên trên, các bạn có thể thấy. À, ôi, không được. Để xuống. Rồi, vậy đi. À, tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì nữa ta? À, thêm tí chữ vào. Ok, hậu duệ của mặt trời. Đây mình sẽ chọn cái phông ở đây, các bạn có thể sử dụng ví dụ như là phông, đây mình sẽ sử dụng cái phông gọi là phông ông đồ trẻ, regular ông đồ trẻ. Mình sẽ ghi là hậu duệ, enter phát của enter phát mặt trời. Tùy bố cục các bạn muốn làm thế nào ha, nhưng mà đây mình cảm thấy làm như thế này là đẹp thì mình cứ để thôi. Mình sẽ enter nó vào tí xíu. Trên này cũng vậy, enter vào nhiều hơn tí đi. Rồi, ở đây mình sẽ có cái layer này, mình sẽ đưa nó lên trên cùng, lên trên cùng ha. Ctrl T này, đảo nghiêng nó đi tí xíu thôi và phóng to nó lên chẳng hạn thế, các bạn cảm thấy phù hợp là được phải. Để đâu vậy ta, chắc đây đi. Ok, để tạm vậy đi, hoặc là để dưới. Mình không biết phải để đâu nữa, ví dụ như là để đây. Đây, rồi, ok, vậy đi. Chúng ta sẽ làm như sau, bạn sẽ cho nó một tí gọi là có cái vùng nó hơi nhòe nhòe ra ngoài, màu đen á. Các bạn sẽ click đôi vào đây, hoặc bạn bấm chuột phải và chọn là Blending Option. Và chúng ta sẽ sử dụng là Outer Grow, sử dụng Multiply ha. Mặc định thì nó hình như nó như thế này nè. Đây, mặc định đây. Thì bạn sẽ chuyển nó qua Multiply, chọn màu là chọn màu đen, để cho nó các bạn sẽ thấy là nó hơi nhảy nhảy ra ngoài như vậy đó. Rồi, để tạo cho nó một cái gradient, tức là cái màu cho nó ánh lên á, giống kiểu như trong phim các bạn có thể thấy trong như hồi nãy á. Ok, để làm như sau này, các bạn sẽ đè phím Ctrl, đè phím Ctrl ha, và click vào cái chữ T của cái layer chữ này, click vào chữ T nó sẽ tạo ra cái vùng chọn. Thì các bạn sẽ chọn cái gradient tool. Đây, các bạn không thấy, ví dụ như là các bạn thấy vậy đi, bấm chuột phải và chọn là gradient tool. Các bạn sẽ tạo cái màu như sau. Lấy đại mặc định ví dụ như thế này đi. Click vô đại cái và chọn là màu trắng. Click phát thứ hai ở giữa tí, và đây các bạn sử dụng một cái vàng nhạt thôi, thật nhạt thôi. Ví dụ thế. Có thể nó hơi ngả qua cam tí xíu. Rồi, ở phần này thì mình sẽ cho nó màu cam nhạt. Coi. Rồi, ok, tạm thời vậy đi. Đó, vậy thôi. Rồi, click ok. Em sẽ có rồi. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái layer mới. Click vào đây này. Hoặc là các bạn vào layer, new layer. Ok, cái nó sẽ ra một cái layer mới ha. Thì ở đây các bạn có thể bấm click này và kéo ra tí. Nhớ chọn cái hình tròn gradient này ha, cái dạng gradient. Đó, vậy thôi. Ctrl D bỏ vùng chọn đi là được rồi. Đại khái là như vậy. Nó có rất là nhiều cách, nhưng mà nếu như là new by thì mình nghĩ là cách đấy là ok rồi. Rồi. Có thể để lại cái vị trí nào đấy cho nó dễ nhìn hơn. Chưa dễ nhìn lắm, mình có thể tăng cái này lên, tăng cái shot này lên cho nó spread. Ok. Rồi. Đại khái như thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này. Và nhớ click like, subscribe, share. Click quảng cáo nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mình see you online. Mình sẽ gặp lại các bạn vào tút sau.